Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đang xem kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin review giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Kia Carens sản xuất năm 2011, số sàn sử dụng động cơ 2.0. Vâng, xe này là xe 2.0 có bản cửa nóc. Với Kia Carens thì có bản 1.6 và bản 2.0. Với chiếc này là chiếc 2.0 full option có cửa sổ trời, và phiên bản 1.6 thì không có cửa sổ trời. Toàn bộ chiếc xe đăng ký biển Hà Nội màu đen và xe khá là đẹp. Toàn bộ xe thì xe tên tư nhân, gia đình sử dụng. Quý anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng xe 7 chỗ Kia Carens, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe ở quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em vừa mới về theo năm tháng. Và bên em Lợi cũng nhận thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên toàn quốc. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, nâng xe lên đời, ủng hộ em Lợi. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được tư vấn trực tiếp. Mời quý anh chị qua tham khảo và chạy thử các dòng xe bên em đang có. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe, toàn bộ khe hở cánh cửa cốp trước cốp sau khá là đẹp và đều nhau. Xe thì được bác chủ chức mới thay một dàn lốp. Và chiếc xe này thì em vừa mới lấy về cũng cho vệ sinh toàn bộ các xe, đánh bóng và bảo dưỡng 4 mã phanh, thay dầu, lọc dầu lại toàn bộ hết cho quý anh chị về sẵn đi thôi. Toàn bộ đèn pha mặt ca lăng của chiếc xe rất là sáng và đẹp. Toàn bộ đèn pha trong vắt và cực kỳ đẹp. Xe ít chạy nên là khá là nguyên bản. Toàn bộ đèn pin xi lông, mặt ca lăng của chiếc xe, xe đăng ký biển Hà Nội 29A11823. Tất cả toàn bộ cabo, kính, đèn đều là nguyên bản từ đầu. Ba đờ sốc các thứ là khá là đẹp. Và đây là lốp của chiếc xe, xe sản xuất lắp ráp tại Việt Nam và được trang bị la răng đúc. Toàn bộ lốp của chiếc xe cũng khá là dày. Từ các khe hở cánh cửa cốp trước cốp sau khá là đều nhau. Xe 7 chỗ ngồi, chiếc Kia Carens sản xuất 2011, số sàn sử dụng động cơ 2.0 này thì rất phù hợp cho bác nào mua về đi lại gia đình. 7 chỗ bản Kia Carens EX, toàn bộ đèn hậu của chiếc xe và ba đợt sốc sau toàn bộ là nguyên zin.
Đây là cái khoang hành lý phía sau của chiếc xe, và toàn bộ khoang thì khá là đẹp, với các cái phần ốc, cốp sau đều là nguyên bản nguyên thủy từ đầu. Đinh bấm, đinh dập của các phần cốp sau là nguyên zin. Đây là cửa sổ trời của chiếc xe. Toàn bộ trần thì nguyên bản từ đầu, khá là đẹp và nguyên zin. Tất cả hai bên thành, ghế đều không có dấu hiệu bị trầy xước. Nội thất bên trong của chiếc xe thì được trang bị ghế nỉ nguyên bản từ đầu. Với chiếc xe mà sản xuất năm 2011, sau 10 năm sử dụng rồi mà ghế nỉ còn nguyên bản đây. Khá là đẹp và toàn bộ ghế không bị trầy rách gì. Vô lăng nguyên zin nên là chiếc xe khá là đẹp. Quý anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe Anh Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Tất cả các phần ốc cột là nguyên zin từ đầu. Đây là các cái phần táp ly cánh cửa và kính của hãng Kia đều có năm sản xuất năm 2010. Xe sản xuất năm 2011, kính lắp kính 20 là khá là hợp lý và đúng. Hàng ghế phía sau của chiếc xe thì toàn bộ là rất chi là đẹp. Táp ly cánh cửa đều là nguyên zin, và chỉ các phần cánh cửa đều là nguyên bản từ đầu. Xe sử dụng động cơ số sàn, và toàn bộ vô lăng của chiếc xe nguyên thủy từ đầu. Táp ly khá là mới và đẹp. Xe được trang bị điều hòa auto và âm thanh điều hòa đều hoạt động khá là tốt. Đây là hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe, toàn bộ hai cánh cửa khá là đều nhau. Tất cả đều là nguyên bản từ đầu. Nội thất sạch sẽ và nguyên zin. Đây là toàn bộ phần đầu và phần máy của chiếc xe. Về phần đầu và phần máy thì khá là đẹp. Tất cả các ốc tai, ốc đèn nguyên bản và toàn bộ ốc cabo nguyên zin hết từ đầu. Xe thì máy xăng 2.0 đi rất chi là giữ gìn. Toàn bộ khoang máy khô ráo, không bị thấm dầu, chảy dầu. Và đây là tiếng động cơ đang hoạt động đây. Toàn bộ động cơ chạy khá là êm.